Xin kính chào quý vị và các bạn, xin chúc cả nhà một ngày mới bình an, hạnh phúc. Hôm nay mình tiếp tục cập nhật những cái tin tức là Cao niên lại có 32 house food box hàng tháng và voucher cơ hội tăng tiền SSI theo cách mới. Nhận hai tấm check SSI trong tháng 5. Thay đổi chất lượng bữa ăn cho học sinh, tiệm bánh Crispy Cream tặng 12 cái bánh miễn phí không yêu cầu phải mua sắm. Nếu quý vị và các bạn thấy video có hữu ích, vui lòng đăng ký, nhấn like, bình luận và chia sẻ video nha. Theo như trên trang chính thức của USDA là Bộ Lương thực Hoa Kỳ, vào ngày 24 tây tháng 4 2024, Bộ Thực phẩm Hoa Kỳ USDA đã công bố các cái bước quan trọng nhằm nâng cao sức khỏe của trẻ em học sinh Hoa Kỳ thông qua các bữa ăn tại trường. Các cái tiêu chuẩn dinh dưỡng cho các cái bữa ăn sẽ được cập nhật và thay đổi, bao gồm ít đường hơn trong cái việc lên thực đơn từ mùa thu năm 2025 cho tới mùa thu năm 2027 đối với từ Kindergarten đến lớp 12 được phục vụ những bữa ăn sáng, ăn trưa bổ dưỡng cho gần 30 triệu trẻ em mỗi ngày. Các cái thay đổi trong dinh dưỡng sẽ được áp dụng như sau thứ nhất là về đường. Lần đầu tiên, loại đường bổ sung sẽ bị hạn chế trong các bữa ăn tại trường học trên toàn quốc. Với những thay đổi này sẽ diễn ra vào mùa thu 2025 và sẽ thực thực hiện đầy đủ vào mùa thu năm 2027. USDA đã cho biết rằng nhận được những lo ngại từ phụ huynh và giáo viên về lượng đường bổ sung quá mức trong một số thực phẩm là nguyên nhân dẫn đến giới hạn điều này và nghiên cứu cho thấy những loại đường bổ sung này được tìm thấy nhiều nhất trong các món ăn sáng ở trường học. Và những cái điều này sẽ được bắt đầu hạn chế lượng đường bổ sung trong ngũ cốc và sữa chua thay vì tổng lượng đường bắt đầu vào mùa thu năm 2025. Về sữa, các trường học có thể tiếp tục cung cấp sữa có hương vị và không có hương vị cung cấp các cái chất dinh dưỡng thiết yếu cho trẻ em cần chẳng hạn như sữa có canxi, canxi, vitamin D và kali sẽ giới hạn mới về lượng đường bổ sung trong sữa có hương vị. Phục. 37 nhà cung cấp sữa cho các trường học đã cam kết là sẽ cung cấp các cái loại sữa có chọn lọc ít đường cho học sinh. Về natri vì các trường học sẽ giảm nhẹ hàm lượng natri có trong bữa ăn trước mùa thu năm 2027 để đáp lại những yêu cầu của công chúng thì USDA sẽ giảm một lần lượng natri chứ không phải giảm ba lần như đã đề xuất vào năm ngoái tiêu chuẩn dinh dưỡng hiện tại đối với ngũ cốc nguyên hạt sẽ không thay đổi các trường sẽ tiếp tục cung cấp cho học sinh nhiều loại ngũ cốc nguyên hạt giàu dinh dưỡng và có thể lựa chọn cung cấp một số loại ngũ cốc được bổ sung dinh dưỡng để đáp ứng về sở thích văn hóa khẩu vị của học sinh. Sau khi thông báo này được công bố thì hầu hết các phụ huynh rất là vui mừng bởi vì từ đây sẽ có được một cái sự kiểm soát về lượng đường, lượng muối và những cái chất không cần thiết sẽ được hạn chế đưa vào thực phẩm để con em khi học tại trường có thể tiêu thụ ít những cái chất này. À, giúp cho con em mình sẽ giữ gìn sức khỏe và tránh được bệnh tật rất là nhiều Đối với chương trình phân phát những cái thùng lương thực thực phẩm 32 pounds mỗi tháng miễn phí cho cao niên từ 60 tuổi trở lên có thu nhập thấp đủ điều kiện tại California như sau. Thùng lương thực thực phẩm 32 pounds bao gồm có ngũ cốc, cereals, nước trái cây, bơ đậu phộng, sữa, cheese, các hộp trái cây, nước súp vân vân cao niên 60 tuổi trở lên với thu nhập là một người là 1.580 đồng một năm, hai người là 2.137 đồng một năm, ba người là 2.694 đồng một năm thì đủ điều kiện. Trong gia đình có hai cao niên thì mình sẽ đăng ký cho hai phần và các cao niên sẽ có thể đến những cái địa điểm sau đây để nhận những cái thùng lương thực thực phẩm miễn phí mỗi tháng. Các cái điểm phân phối sẽ ở dưới này như là Orange County thì có Anaheim, Puna Park, Costa Mesa, Huntington Beach, Garden Grove, Irvine, La Habra, Los Alamitos, Midway City, Orange, San Clemente, Santa Ana, Seal Beach, Westminster và ở LA County thì có Hawaiian Gardens, Long Beach, Norwalk, Whittier và ở Riverside County thì có Corona, Mid Valley, Manifest, Miraloma và Riverside. Ngoài ra, quý vị và các bạn có thể liên hệ số điện thoại 714-667-0717 để được biết cái nơi gần nhà mình nhất. Phúc lợi an sinh xã hội có thể sẽ được thay đổi đáng kể theo một dự luật mới. Theo bài báo ngày 24 tây tháng 4 2024, một dự luật mới được đề xuất bởi hạ nghị sĩ của Gallego, tiểu bang Arizona, có thể thay đổi cách tính toán điều chỉnh chi phí sinh hoạt hàng năm đối với các khoản trợ cấp an sinh xã hội được gọi là đạo luật tăng cường phúc lợi và cola nhằm yêu cầu cơ quan an sinh xã hội sẽ sử dụng chỉ số giá tiêu dùng cho người tiêu dùng cao tuổi gọi là cpie tức là elderly để tính toán việc điều chỉnh chi phí mức sinh hoạt hay còn gọi là cola hàng năm thay vì dùng chỉ số chi phí tiêu dùng dành cho người làm công ăn lương ở thành thị và nhân viên văn phòng, được gọi là CBIW Worker. Nếu như CBIW cao hơn CPIE thì nên sử dụng chỉ số đầu tiên thay vì chỉ số sau. Chỉ số Kohler hàng năm được điều chỉnh dựa trên mức tăng phần trăm của CPIW giữa quý 3 năm trước và quý 3 năm hiện tại nếu như không tăng thì sẽ không có điều chỉnh collar. Việc điều chỉnh phúc lợi an sinh xã hội dựa trên collar là để có thể theo kịp lạm phát. Vào năm 2024, điều chỉnh collar là 3.2%. Nhưng mà hạ nghị sĩ lập luận rằng công thức này không xem xét các cái chi phí cụ thể mà người về hưu phải đối diện, ví dụ như chi phí y tế đè nặng lên người lớn tuổi hơn là người trẻ. Chi phí này thường có mặt trong CPI nhưng không nhất thiết phải có mặt trong CPI-W. Chi phí tăng có nghĩa là người cao tuổi nhận trợ cấp an sinh xã hội sẽ thấy giá trị thực sự của các phúc lợi mình giảm đi. Theo dự luật mới sẽ mang lại nhiều đô la hơn vào túi của những người nhận an sinh xã hội để họ có thêm tiền thanh toán hóa đơn, mua thuốc và trả tiền nhà. Vì vậy theo như dự luật mới thì điều chỉnh chi phí sinh hoạt Kohler hàng năm sẽ dựa trên chỉ số giá tiêu dùng dành cho người cao niên 62 tuổi trở lên gọi là CPIE vì chỉ số này sẽ phản ánh chi phí thực tế chính xác mà người cao tuổi phải gánh chịu chi phí y tế được tính trong CPIE nhiều hơn so với CPIW hiện tại. Nếu như được thông qua thì luật đề xuất này sẽ được áp dụng để đưa ra những cái cách tính về điều chỉnh phí sinh hoạt Kohler sau 30 tháng 9 năm 2024. Sau khi đã có những cái thay đổi về lợi ích cho người nhận an sinh xã hội là không bị tính những cái hỗ trợ về thực phẩm và hỗ trợ về chi phí tiền thuê nhà bị xem là một phần thu nhập không kiếm được, bị khấu trừ trong cái phúc lợi an sinh xã hội thì nay sẽ có thêm được nhiều những cái đề xuất và những cái thay đổi trong cái cách tính của điều chỉnh phí an sinh xã hội nhằm tăng thêm phúc lợi cho người nhận an sinh xã hội sắp tới đây. Nhiều quý vị cao niên đang nhận an sinh xã hội bổ sung SSI sẽ thấy mình nhận được hai tấm check trong tháng 5. Thông thường thanh toán SSI sẽ được thanh toán vào ngày đầu tiên hàng tháng. Nhưng vì ngày 1 tháng 6 năm nay là ngày thứ bảy nên các cái khoản thanh toán sẽ được chuyển vào ngày thứ sáu, ngày 30 tây tháng 5. Các cái khoản thanh toán sẽ không được thực hiện vào tháng 6, do đó tấm check thứ hai vào cuối tháng 5 là thay cho tấm check của tháng 6 được gửi trước. Chứ đây không phải là bất cứ tiền thêm hay tiền tăng nào cả. Điều này cũng sẽ lặp lại vào tháng 8 và tháng 11. Vì vậy, quý vị hãy chú ý thùng thơ hoặc là nhà băng của mình vào những tháng 5, tháng 8, tháng 11. Chuỗi tiệm bánh donut crispy cream đã ra mắt chương trình phần thưởng mới mà người hâm mộ sẽ yêu thích. Tất cả những member của... Tiệm bánh Crispy Cream có thể sẽ được nhận miễn phí một dozen 12 cái bánh donut để tận hưởng những cái ưu đãi này mỗi ngày trong vòng 12 ngày sắp tới đây, bắt đầu từ ngày 30 tháng 4 2024. Nếu như bạn là member của tiệm bánh Crispy Cream hoặc là một cái thành viên mới đăng ký trước ngày 11 tây tháng 5 thì tiệm bánh donut Crispy Cream sẽ tặng bạn 12 chiếc bánh rán miễn phí. Từ ngày 30 tháng 4 cho đến 11 tháng 5 2024, thành viên Cree World sẽ được nhận ưu đãi mới mỗi ngày. Ưu đãi này bao gồm những chiếc bánh donut và cà phê miễn phí. Ngoài ra thì với 1 đô la mua bánh tại đây, bạn sẽ kiếm được 10 điểm và có thể sử dụng số điểm này để nhận những chiếc bánh donut miễn phí từ 1 cái cho đến 12 cái thêm thậm chí là miễn phí cả cà phê và sô cô la nóng. Nhưng đó chưa phải là tất cả, bạn có thể nhận được một món quà vào ngày sinh nhật của mình, dùng thử các cái sản phẩm mới miễn phí và kiếm được gấp đôi số điểm. Rất là đơn giản để tham gia chương trình Crispy Cream Rewards, chỉ cần tải xuống ứng dụng hoặc là truy cập vào cái trang web crispycream.com thì tạo ra một cái tài khoản miễn phí là mình đã trở thành thành viên của Crispy Cream Rewards. Tiện đây mình sẽ cập nhật nhanh cái thông báo của Sở Di trú Hoa Kỳ vào ngày 29 tây tháng 4 năm 2024, USCIS Sở Di trú Hoa Kỳ sẽ tiến hành bảo trì hệ thống cập nhật sửa chữa những cái phần kỹ thuật từ bắt đầu ngày 1 tây tháng 5 2024 lúc 11 giờ 50 tối cho tới ngày thứ năm ngày 2 tháng 5 2024 lúc 2 giờ sáng theo giờ miền Đông. Trong những khung thời gian này thì những người lên cái trang website có thể sẽ gặp những cái sự cố về kỹ thuật với các cái phần như là kiểm tra trạng thái hồ sơ hoặc là yêu cầu những cuộc hẹn thay đổi địa chỉ, kiểm tra thời gian xử lý trường hợp của mình. Điền đơn, nộp đơn, có thể khó mà hoàn thành được như bình thường. Đối với tiểu bang Pennsylvania thì quý vị cao niên 60 tuổi có thể đến cái địa chỉ ở phía dưới này để nhận những cái voucher 50 đồng cho mỗi một cao niên trong gia đình, không cần nộp đơn. Quý vị đến địa chỉ sau đây để nhận những cái voucher 50 đồng kể từ ngày 1 tây tháng 6 cho đến ngày 30 tây tháng 9. Quý vị phải 60 tuổi và sống ở quận York và có thu nhập là 27.861 đồng một năm cho gia đình một người. Gia đình hai người thì thu nhập là 37.814 đồng một năm. Gia đình ba người thì thu nhập là 47.757 đồng hàng năm. Quý vị mang theo ID và những cái bằng chứng về thu nhập của mình, chẳng hạn như thẻ Medicare, Medicaid hoặc là SSI theo địa chỉ là 2401 Legend Valley Road, York PA 17402 hoặc là quý vị có thể gọi về số điện thoại 717 771 9610 để biết thêm chi tiết. Và đây là một số danh sách địa chỉ ngày giờ của những cái nơi mà họ có thể phát những cái voucher để quý vị có thể liên lạc xem có gần nhà của mình không có tiện để quý vị có thể đến đây để nhận những cái voucher tiểu bang Texas vào năm 2024 sẽ cung cấp cho quý vị cao niên 60 tuổi với những cái phiếu 50 đồng để mua trái cây rau củ quả tại các cái chợ nông hải sản. Và chương trình này sẽ được phát cho cao niên từ tháng 5 cho đến tháng 9 2024. Quý vị có thể tới cái địa chỉ ở phía dưới này là Veteran Park Grand Pavilion 8901 Clifford Street, Texas 76108 từ 8 giờ sáng đến 12 giờ trưa từ ngày 4 tây tháng 5 cho đến 28 tây tháng 9 hoặc là quý vị có thể vào đường link ở trên này để có thể xem cách thức điền đơn nộp đơn tại đây cũng có phần ngôn ngữ tiếng Việt để cho quý vị xem Đối với tiểu bang Ohio thì cũng có cái chương trình phát ra những cái phiếu voucher 50 đồng cho cao niên 60 tuổi trở lên và sống ở những cái quận Athens, Hocking, Mays, Morrow, Moran, North, Perry hoặc là Washington thì vui lòng liên hệ với số điện thoại 1800 331 2644 để được điền đơn nộp đơn qua phone. Còn nếu như quý vị không có ở trong những cái vùng này thì quý vị có thể điền đơn trực tiếp trên online. Quý vị và các bạn có thể vào cái đường link ở trên này để điền đơn trực tiếp online trên này nha. Hoặc là để biết thêm chi tiết thì quý vị và các bạn hãy vào website Ohio Department of Aging. Ở trên này sẽ có cái phần Home Pro để cho quý vị xem. Hoặc là có thể gọi về số điện thoại 5672477101 7101 để biết thêm được nhiều chi tiết và để được hỗ trợ điền đơn nộp đơn. Nhận những cái voucher 50 đồng cho mỗi cao niên một lần nữa nếu quý vị và các bạn thấy video có hữu ích vui lòng đăng ký nhấn like bình luận và chia sẻ video nha hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video sau